Mày làm gì đây? Em sang đây ngủ với anh. Đấy là một phần thôi. Còn phần thứ hai ấy, là em phải trông anh, không lại ngựa quen đường cũ đi theo mấy cái thằng đấy đấy. Ok. Về phòng, ngủ với vợ. Điên rồi, anh làm ầm lên vợ con em dậy bây giờ. Cho em ngủ với anh đi. Hôm nay vợ em dỗ em không cho ngủ cùng đâu. Chật lắm. Ôi, cho em ngủ một lần thôi. Bao năm rồi có được ngủ với anh đâu. Một hôm thôi, mai em lại về nhá. Thôi, đi ngủ đi anh. Anh có nhớ cái vụ ngày xưa ấy, anh dặn cái bọn quán nét ở đầu đường nhà mình không? Nếu mà em còn bén mảng ra đấy ấy, là tần cho em một trận không? Làm sao? Tuần sau em ra đấy chơi, nó tần em thật luôn. Hai bọn mình sang đấy. Thì hồi đấy là trẻ trâu mà, đi vào đấy chơi, rồi lên mảng tán gái. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Tao khô máu với chúng mày. Mày trả nợ cho em mày đi. Chứ ai cần máu nhà anh em chúng mày làm cái chó gì mà khô với chợ ướt. Nó nợ cái gì chúng mày? Nợ tiền chơi điện tử. Nó nợ quán net tao 550, cộng với tiền vay để mua thẻ nạp game. Tổng 1.050.000. Anh, em lỡ tí thôi, chứ không hề bỏ học đi chơi đâu. Chỗ này tao gửi trước, còn bao nhiêu ấy tao gửi sau. Còn từ lần sau ấy, chúng mày còn thấy nó bén mảng đến một lần nữa, cứ đánh què chân cho tao. Cần chó này, mày bướng nào, chó này bướng này, bướng này, bướng bướng này, bướng này, bướng. Đúng thật, nhờ những trận đòn đấy mà em trưởng thành hơn. Nhưng còn anh cũng bị ăn đòn, nhưng bị người ta đánh là vì lỗi của em, vì phải bảo vệ em. Rồi dần dà anh bước vào con đường giang hồ lúc nào mà không biết. Bây giờ mới được làm lại, em hứa là em sẽ ngoan để anh không bị đánh nữa, và chắc chắn thì cuộc sống của anh cũng sẽ tốt hơn. Nó không vất vả như bây giờ nữa. Em xin lỗi, tại nó khóc cuốn quá. Em càng chơi, càng không dừng lại được ý. Em hứa là em không ham chơi nữa. Mày nhìn anh mày đi. Mày nhìn kỹ bộ dạng anh mày đi. Mày đã được học thì học cho tử tế. Và mày đã được làm người thì cố gắng mà làm người đi. Thôi, về đi, tao đói rồi. Kìa. Tiêu ơi. Tao xuống tầng 1 tao nào. Ơ kìa, hầm đấy à? Ở đây mày cứ lải nhải cái chuyện cũ ấy, nghe nhức đầu á. Này, 10 năm mày mới về ấy nhá. Ngồi xuống đây, nằm đây, đi, nằm xuống. Nói nhỏ rồi. Biết rồi. Tẩy đá. Nằm xuống. Nào, cho em gác tí. Đi ra nặng. Tao bao năm mới được ôm một cái. Sao? Thôi đừng kinh quá. Thôi không kinh quá. Anh khỏe thế? Không đùa với anh đâu. Mệt quá rồi, em đi ngủ đây. Giờ nãy tôi còn tập với Tành đi nơi rồi. Thôi vào tắm đi, nhễ nhại mồ hôi ra đây kìa. Em vào em dọn đồ lễ đây. Từ lúc tao đi thằng Khải là có tìm không ấy? Có. Nó chặn hỏi em suốt đấy. Có đợt em sợ quá, còn phải chuyển nhà đi. Nghe nói lão Quân dính vào hàng cấm nên là bị công an tóm rồi cho dựa cột luôn. Còn thằng Khải ấy thì cũng bị bốc đi luôn. May mà anh không ở nhà đấy, không thì cũng lên đường luôn.
Mà kể ra anh với anh Chí có duyên với số 10 thật đấy. 10 năm chia cắt, rồi 10 năm gặp lại, như là định mệnh vậy. Và anh Chí cũng không yêu anh như là yêu mẹ. Anh buồn suốt bao nhiêu năm, rồi đột nhiên 10 năm sau, mẹ dắt anh Chí trở về. Về để trả cho ông, xong mẹ đi lấy chồng đúng không anh? Anh vẫn khét lẹt lẹt như xưa ấy nhỉ. Thế mà lúc nãy em rủ đi là có nóng nghẹo cơ. Thế ở bên kia anh có hay nhậu nhẹt không? Chui rủi như chó. Nhớ bị tóm cái đã công cốc bao năm rồi. Có ra được ngoài đâu mà nhậu với cả nhẹt. Kể ra số của anh cũng long đong lận đận đã phết nhỉ. Nghĩ anh phải đổi mũ ấy. Nhìn thấy người quen à? Cái gì đây? Anh Chí. Ê. Ê. Ngăn nó lại. Đừng để nó thấy tao. Không ổn rồi. Bọn nó phát hiện ra mình rồi. Với số tiền này, tao với mày đủ để làm lại cuộc đời. Đi! Đi! Chạy đi! Anh trai của anh Tuệ mới về nước. 10 năm lặn một hơi không thấy sủi tăm. 10 năm rồi gia đình người ta mới đoàn tụ. Anh Chí chỉ còn mỗi mình anh là người thân thôi. Từ bây giờ anh không được khổ nữa. Em sẽ lo cho anh. Chắc mai anh đi tìm việc. Mày muốn cuộm được số tiền đấy, định né tao à? Nhận ra em không anh? Mày muốn gì? Việc làm. Em là người bình thường, về đến nhà bao việc rồi. Chăm chồng cho chăm cả anh chồng nữa. Em làm như thế thì những người như anh Chí còn biết sống ở đâu ở trong cái xã hội này nữa hả em? Để tao giúp mày. Cút. Nghèo thì không được phóng khoáng, cũng không được sĩ. Cái cảm giác mà mình ở giữa gia đình mình mà lúc nào cũng thấy bơ vơ, đúng là khó chịu thật. Thế còn bây giờ anh muốn gánh cho anh trai anh cả đời thì cứ việc gánh nhá. Nhưng chúng ta là người nhà mà, người trong một gia đình mà. Thông cảm cho anh em anh.